Bài viết của luật sư Đinh Đăng Mạnh có tựa đề Ông chủ Việt Á thổi giá có sao không? Vắt tay lên trán, bạn hãy tự hỏi nếu sở hữu món hàng giá 1 đồng có cơ hội bán lại với giá 100 đồng, 1.000 đồng, 1 triệu đồng, thậm chí 1 tỷ hay nhiều tỷ đồng thì bạn có từ chối cơ hội ấy không? Nếu câu trả lời là có, bạn là một vị thánh, bạn nên về cõi trời, về niết bàn, về thiên đàng, về nơi có thể sống đúng với phẩm chất thiên tính của mình. Nhưng nếu câu trả lời là không, có nghĩa là chúng ta đều là người trần, mắt thịt, tại cõi đời ô trọc này. Chúng ta sẽ cùng nhau nói tiếp câu chuyện về ông chủ công ty Việt Á. Lúc này, cho dù lãnh đạo các CDC của 62 trên 63 tỉnh thành trên cả nước đang ra sức thanh minh như đỉa phải vôi, rằng mình không có quan hệ gì đến với ông chủ Việt Á khi mua sản phẩm của ông ấy, thì giới thương nhân xứ này vẫn chưa thôi hết thòm thèm vị thế vàng của ông chủ Việt Á vào lúc đắc thời nhất. Lợi nhuận tuôn như suối khi sở hữu sản phẩm được bảo kê, bao tiêu sử dụng trên toàn lãnh thổ. Vì lẽ, thương nhân sinh ra và tồn tại vì lợi nhuận mà. Lợi nhuận là mục đích đầu tiên, là mục đích sau cùng, là mục đích cốt lõi, bao trùm tất cả mọi nhẽ của thương nhân. Cho nên, đừng vội phán xét ông chủ Việt Á khi đã ra tay thổi giá cắt cổ dân lành bằng giá bán sản phẩm trên trời như thế. Vì đơn giản, tìm kiếm lợi nhuận cao không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Chúng ta chỉ có thể chê trách về phương diện đạo đức xã hội mà thôi. Mà đạo đức xã hội lại vốn là khái niệm khá co giãn, tùy nơi, tùy lúc và tùy người. Thế nhưng, khi ông chủ Việt Á lại quả huê hồng cho lãnh đạo CDC khi mua sản phẩm thì mới bắt đầu nảy sinh vấn đề pháp luật. Cái gọi là lại quả huê hồng cho cán bộ nhà nước, thực chất nó là hối lộ, là hành vi vi phạm pháp luật theo một tội danh của Bộ Luật Hình Sự. Bởi lẽ, cán bộ nhà nước rất khác với thường dân. Thường dân thì có quyền làm những điều mà pháp luật không cấm, nhưng cán bộ nhà nước thì chỉ làm những điều mà pháp luật quy định. Bên cạnh các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, những vấn đề liên quan khác của ông chủ Việt Á và đối tác cũng có khả năng trở thành vấn đề pháp luật như lừa dối khách hàng, vi phạm quy chế đấu thầu, tham ô, đều ở mức độ nghiêm trọng. Cho nên, ông chủ Việt Á có bị luật pháp trừng trị cũng là chính đáng, đương nhiên ngoại trừ hành vi thổi giá. Mang tim non đổ xuống dốc dài, đặt tâm linh xuống nơi đền đài, chào nhân loại còn chào luôn thế kỷ tàn phai. Thương quê hương mỏng manh chiếc áo nát nhau mẹ thức ngồi khâu. Thương quê hương triền miên bão lũ chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu nhau người vướng tội tù, đang đam mê người nuối hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ rối nhịp đường tu. Trong đau thương nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi héo mòn niềm vui.
con đi trong buồng tím thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vạn lối. Con ra đi vì trái tim mình cần thông chính nuôi tâm hồn lành, để đêm về quy bên mẹ nghe an bình trong tiếng câu kinh. Câu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt, Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi trong dáng mẹ. Mảnh chiếc áo, áo nát nhau mẹ thức ngồi khâu. Thương quê hương triền miên bão lũ, chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu nhau người vướng tội tù, đang đam mê người nuôi hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ rối nhịp đường tu, trong thương đau nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi héo gầy niềm vui. Con đi trong buồng tím thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vạn lối. Con ra đi vì trái tim mình cần thương chính nuôi tâm hồn lành, để đêm về quy bên mẹ nghe an bình trong tiếng câu kinh. Câu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt, Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Câu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt, Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi trong giang.